Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày Tết độc lập của dân tộc. Và năm nay chúng ta có một kỳ lễ quốc khánh đặc biệt. Ngày 2 tháng 9 năm nay diễn ra trong không khí trầm lắng mà có lẽ chưa từng có trong lịch sử khi các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và căng mình phòng chống dịch COVID-19. Thế nhưng, dù không có nhiều hoạt động kỷ niệm như những năm trước, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết độc lập. Đó là tinh thần đoàn kết dân tộc, là tấm lòng của người dân vẫn luôn hướng về đất nước. Sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc vẫn rực rỡ khắp phố phường. Tất cả đang tạo nên một niềm tin mãnh liệt rằng đất nước ngày mai sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Đều đặn hàng ngày vào đúng 6 giờ sáng tại quảng trường Ba Đình lịch sử lại diễn ra nghi lễ thượng cờ thiêng liêng. Nhưng nghi lễ ngày hôm nay dường như đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tuy nhiên năm nay không có sự tham gia của nhân dân vì nhiều tỉnh, thành phố đang phải thực hiện giãn cách. Trong những ngày này khi đồng bào cả nước chưa thể đến viếng Bác được, thì đối với mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị được giao. Và qua đó để thể hiện cái tấm lòng thành kính của không chỉ riêng đơn vị chúng tôi, mà của đồng bào và nhân dân cả nước gửi đến Bác. Những ngày này, thành phố không ồn ào và cũng chẳng náo nhiệt như những dịp lễ quốc khánh trước. Song những con phố trên khắp thủ đô vẫn ngập tràn màu cờ Tổ quốc. Dù đang phải căng mình chống lại dịch bệnh, nhưng người dân thủ đô và cả nước sẽ không bao giờ lãng quên ý nghĩa của ngày Tết độc lập và càng thêm vững tin một ngày không xa, cả nước sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Trong lịch sử, chúng ta đã chiến thắng rất nhiều kẻ thù hùng mạnh. Nhưng mà đối với kẻ thù vô hình thì chỉ bằng những cái biện pháp thật hữu hiệu như là thực hiện tốt cái 5K và ý thức của người dân sẽ đảm bảo là chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng đại dịch. Mặc dù vẫn đang phải thực hiện giãn cách xã hội đợt thứ tư kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 8, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhưng trên các tuyến đường, các khu phố, người dân Bà Rịa Vũng Tàu trang trọng treo cờ Tổ quốc, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2021. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, ngày Tết độc lập năm nay cũng đặc biệt hơn, khi cả tỉnh vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung siết chặt quản lý, nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nhằm sớm kiểm soát tình hình và đẩy lùi dịch COVID-19. Chấp hành nghiêm chỉ thị 16 với phương châm ai ở đâu, ở yên đó, người dân Bà Rịa Vũng Tàu đón lễ trong không gian gia đình, qua các ứng dụng mạng xã hội cùng bạn bè, người thân một cách văn minh, lịch sự. Cái ngày lễ của năm nay thì đúng là rất là đặc biệt so với các năm khác. Giao tiếp thì cũng đều là qua mạng xã hội hoặc là các cái phương tiện thông tin. Tôi nghĩ rằng là cái tinh thần thì không hề thay đổi và mọi người vẫn có cái cảm giác về cái ngày chiến thắng thông qua cái việc mà thứ nhất là mình treo cờ Tổ quốc, thứ hai là gia đình cũng có những cái kỷ niệm riêng với nhau hoặc là thông qua các cái chương trình truyền hình. Để cảm nhận được cái không khí của cái ngày kỷ niệm độc lập dân tộc. Trong khi đó, với lực lượng tuyến đầu như y tế, lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên lại thiết thực chào mừng ngày lễ độc lập của dân tộc bằng chính công việc thầm lặng của mình. Đội ngũ y bác sĩ ở các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn tất bật với các bệnh nhân. Các chuyến đi để trao tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày của bà con ở địa bàn vùng xa nhiều khó khăn. Căng mình tại các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 để theo kịp mục tiêu miễn dịch cộng đồng cho người dân. Siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát. Trực cao điểm tại các điểm chốt giao thông, các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh và ở các điểm cách ly, phong tỏa. Đất nước ta hiện tại đang trong cái hoàn cảnh các lực lượng đều chung tay cùng người dân phòng chống dịch Covid và cũng là một thành viên trong tuyến đầu chống dịch, thì tôi nhận thấy được rõ ràng
cái bình yên và sức khỏe của nhân dân nó quan trọng đến như thế nào. Và ngày hôm nay tất cả mọi người dân ở đây ai cũng hân hoan cùng với các lực lượng phục vụ cùng nhau đón một cái ngày quốc khánh của nước Việt Nam thực sự là đặc biệt hơn tất cả những cái ngày quốc khánh từ trước đến giờ. Thưa quý vị, đoàn kết một lòng đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Và càng trong khó khăn, tinh thần ấy lại càng tỏa sáng, là sợi dây gắn kết để tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù. Và như Quỳnh tin rằng, phát huy tinh thần của ngày Quốc khánh 2 tháng 9 cùng với sự chung sức đồng lòng của cả dân tộc, chắc chắn chúng ta cũng sẽ chiến thắng dù kẻ thù lần này vô cùng nguy hiểm với loại virus chích người SARS-CoV-2, giành lại cuộc sống bình yên và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dịch, dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời cho niềm tin muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường, dù nhiều gian lao thách ta không một mình, cùng nhau giữ đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng mình, cái này là nhiệm vụ của mình mà nếu mà mình không đi thì ai đi? Chiến này không của riêng ai, hãy tiếp tục lan tỏa năng lượng, chung tay hành động, giữ vững niềm tin, cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau, Việt Nam sẽ chiến thắng.